cầm nhật nhanh cho anh chị và các bạn một chiếc xe dành cho những các bác kinh doanh dịch vụ hay là phục vụ gia đỉnh đông người với cái không gian ngồi rộng rãi với 8 chỗ ngồi rất đáng để anh chị và các bạn quan tâm và cân nhắc lựa chọn. Với khối động cơ của chiếc xe sử dụng khối động cơ máy xăng dung tích là 2.0 lít, máy VVTi, 4 xi lanh, 16 van DOHC. À, với hộp số của chiếc xe sử dụng là hộp số sàn 5 cấp và dẫn động cầu sau giúp cho anh chị và các bạn có thể vận hành của chiếc xe rất là tuyệt vời với mức tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe thì nó ăn rất là ít và được nhiều người quan tâm về cái khả năng vận hành với cái công suất của chiếc xe có thể đạt tới là 100 mã với những đường nét tổng thể sơ qua về phần ngoại thất và sơn si của chiếc xe thì anh chị bạn có thể đánh giá cùng em từ những cái phần đẹp mạ nó vẫn còn rất là đẹp và cứng cáp những cái chi tiết như vè che mưa, dán kính, dán kính màu hay là hệ thống giá lóc thể thao à, đuôi gió có cảnh bạ, có hệ thống đèn cảnh báo trên cao. Tính năng an toàn cảm biến cam vùi được trang bị đầy đủ cho anh chị và các bạn. Phải nói là bác chủ bác đi khá là giữ gìn, lịch sử của chiếc xe thì rõ ràng đầy đủ cho anh chị và các bạn. Xe lăn bánh với quãng đường là 150.000 km, 4 nốt mới thay. Rồi là hồ sơ pháp lý của chiếc xe thì đã vừa mới rút biển về rồi nên anh chị và các bạn có thể là sang tên ngay trong ngày đây là những đường nét về keo chỉ đinh tán ốc ác của chiếc xe để anh chị và các bạn cùng tham khảo và khám phá đánh giá cùng em chân xe thì đã được bao chủ qua cái à, bọc trần da này bộ ghế da này cũng đã được à, bọc mới rồi những cái chi tiết tổng thể của chiếc xe thì em cũng mô tả kỹ một chút cho anh chị và các bạn có thể nắm bắt rõ được cái tình trạng của một chiếc xe cũ đã qua sử dụng đang giao bán tại cửa hàng Giang Nguyên Auto số 116 Lê à, Nguyễn Văn Cư Long Biên Hà Nội anh chị và các bạn có nhu cầu hãy qua trực tiếp cửa hàng để có thể trải nghiệm và lái thử anh chị nhé Sơn si ở phía sau những đường led chi tiết để các bác có thể tham khảo với dòng toyota thì là một dòng xe rất là lành và cái độ bền của chiếc xe thì được đánh giá cao à, tính năng của nó thì nó chỉ thiên về thực dụng những tính năng hay sử dụng các thông số kính của chiếc xe thì nó vẫn còn zin nguyên bản keo chỉ đinh tán của chiếc xe anh chị bạn có thể tham quan và khám phá đánh giá cùng em Đây, có cả bình chữa cháy được trang bị đầy đủ này bộ thảm cháy sàn cao su rồi là ghế ngồi của chiếc xe thì anh chị bạn có thể tham quan từ ghế lái đến ghế phụ hay là hàng ghế thứ ba, tất cả các chi tiết em đều quay rõ ràng cho anh chị và các bạn có thể tham khảo và cân nhắc anh chị ạ. Nguyên bản của nó là bộ ghế lì anh chị ạ. À, bác chủ thì đã nâng cấp cho chiếc xe như là bộ ghế da này thì nó vệ sinh nó sẽ sạch sẽ dễ dàng hơn, cũng như là đỡ được cái mùi hôi của ghế lì khi mà đi những cái trời mùa lồm. nó mùi ghế lì nó sẽ bốc lên rất là khó chịu. Đây là những cái điểm để em nêu luôn cho anh chị và các bạn có thể nắm bắt. Cánh cửa thì với những phần à, được dán phần ở cái các phím bấm chức năng này của chiếc xe thì vẫn còn rất là rõ nét này ghế ngồi thì chỉ là trang bị là ghế chỉnh cơ thôi tem mát của nó thì vẫn còn đầy đủ cho anh chị và các bạn lắm bắt được thông số năm sản xuất hay là những phần ốc bản lề những điểm để có thể biết được chiếc xe có bị tháo dã sửa chữa hay không về phần cánh hay có bị đâm va gì không vô lăng thì nó trang bị vô lăng bốn chấu không được tích hợp các phím gì cả tính năng cơ bản thôi màn hình được nâng cấp lên cái màn hình khoảng 8 inch gì đấy, anh chị có thể nhìn qua. Rồi là hệ thống điều hòa cơ, tính năng thì rất là cơ bản, cái vận hành bền lành, máy khỏe, cái độ bền của chiếc xe thì được đánh giá cao. Và bây giờ thì em sẽ mời anh chị và các bạn cùng ngắm qua về phần máy móc của chiếc xe để ta cùng tham khảo qua. Với khối động cơ của chiếc xe sử dụng khối động cơ là máy 2.0, cái vận hành của chiếc xe thì nó rất là tuyệt vời và chiếc xe em đang cập nhật cho anh chị và các bạn là chiếc Toyota Innova 2.0e sản xuất là năm 2014 tên cá nhân chính chủ sử dụng à, đã rút hồ sơ và anh chị và các bạn có thể sang tên ngay trong ngày mức giá em đang chào cho anh chị và các bạn chỉ có 335 triệu em vẫn còn giảm và thương lượng có hỗ trợ cho anh chị và các bạn đầy đủ các thủ tục sang tên di chuyển giao xe toàn quốc cam kết không đâm đụng không ngập nước máy móc còn nguyên zin em xin cảm ơn hẹn gặp lại